Thưa quý vị, chỉ còn hơn tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Và trong dịp này thì với trẻ con, ngoài những chiếc bánh dẻo thơm, những màn múa lân thì có một loại đồ chơi mà ai cũng thích, đó chính là lộc đèn. Không chỉ là trẻ con đâu Như Quỳnh, mà như chúng ta đây, người lớn chẳng hạn, thì dù đã lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn thích lồng đèn và Tết Trung Thu. Thì nhà trường cũng luôn nhớ về những ký ức mà chúng ta cầm lồng đèn tung tăng khắp xóm khi mà mình còn nhỏ. Dạ, và vào thời đó thì đa phần lồng đèn đều do ba mẹ làm cho. Và sau khi lớn lên một chút á, thì mình cũng tự mày mò để làm theo sở thích, thẩm mỹ của mình, phải không nào? Và đúng là như vậy, nhưng mà ngày hôm nay do nhịp sống hiện đại, đúng không ạ? Thì cũng bận rộn đã khiến cho Tết Trung Thu có nhiều thay đổi. Mà thể hiện rõ nhất đó là những chiếc lồng đèn truyền thống dần bị thay thế bởi những chiếc lồng đèn công nghệ hiện đại. Nhưng theo tôi biết, không vì thế mà những người làm lồng đèn truyền thống bỏ nghề. Thay vào đó thì họ chăm chút hơn cho sản phẩm của mình, bởi có nhiều gia đình vẫn muốn hướng con cháu tìm về các giá trị truyền thống tốt đẹp. Và thực tế đúng là như vậy. Chẳng xa lạ gì thì ngay tại thành phố Vũng Tàu của chúng ta thôi, cũng có một gia đình như thế. Thậm chí là có thể nói đây là gia đình duy nhất tại phố biển đã hơn 20 năm nỗ lực duy trì nghề làm lồng đèn truyền thống. Bây giờ thì mời quý vị cùng tìm hiểu qua câu chuyện Ai thế nào vì sao hôm nay. Mỗi dịp Trung Thu về, căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Trí Hưng, sinh năm 1979, tại số 2-1 Phi 3, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, lại trở thành xưởng sản xuất lồng đèn. Là thế hệ thứ ba trong gia đình chuyên làm lồng đèn truyền thống, nên từ nhỏ anh Hưng đã được truyền dạy về nghề này. Theo chia sẻ của anh Hưng, để làm ra một chiếc lồng đèn phải trải qua nhiều công đoạn, từ làm khung, cắt giấy, dán và cuối cùng là vẽ, trang trí. Tất cả đều làm thủ công, nên đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo tay. Khoảng tầm tháng nữa là Trung Thu, anh đi mua giấy nè, tre nè, màu nè, kẽm nè, đều ở Sài Gòn hết. Kiểu thì làm đủ kiểu rồi, ai muốn đặt kiểu gì anh làm kiểu đó. Lồng đèn, nếu mà lồng đèn giấy, lồng đèn tre nè, không có lồng đèn, cái nào cũng vậy à. Cái nào cũng làm được hết. Để sản phẩm dễ vận chuyển, sử dụng, phù hợp với bối cảnh mới, những năm gần đây, gia đình anh Hưng đã không ngừng học hỏi, sáng tạo nhằm cải tiến và tinh gọn các mẫu mã kiểu dáng lồng đèn truyền thống. Không chỉ các thành viên gia đình anh Hưng làm lồng đèn, mà những người thân quen với gia đình anh cũng đến phụ giúp, qua đó góp phần duy trì nét đẹp truyền thống của mùa Trung Thu. Anh trẻ tre thì mình cũng phụ làm cái mấy cái dây cái kẽm đồ ấy, đồ cột, rồi ảnh cột xong thì mình sẽ dán lồng đèn rồi cho ảnh vẽ. Nghề là truyền thống của cha ông để lại á, thì anh cũng ủng hộ anh làm để cho thế hệ trẻ nó có tiếp xúc được cái tinh hoa của Việt Nam. Mình cắt dán tại vì thấy cái nghề này đam mê quá, mình cũng thấy như cái hồi nhỏ mình đã chơi qua lồng đèn này rồi, mà bây giờ lồng đèn này rất là ít, đa số là toàn là Trung Quốc nhập qua toàn đèn đi pin, thế không à. Thế mình thấy cái nghề này mình thích quá, cái mình qua mình phụ, năm nào cũng như năm đó cứ thấy là phụ. Trung bình mỗi mùa Trung Thu, anh Hưng làm khoảng 200 đến 300 chiếc lồng đèn truyền thống để bày bán với giá từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng một chiếc. Dù lấy công làm lời, nhưng với gia đình anh Hưng, làm lồng đèn truyền thống luôn là niềm vui, bởi xã hội vẫn còn nhiều người, nhiều gia đình vẫn còn hướng về hồn cốt của dân tộc. Năm nào em cũng đến đây mua những cái lồng đèn như thế này hết, tại vì nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại rất là đẹp, rất là gắn liền với tuổi thơ của chúng ta. Nói chung là cái nghề này thì không có thu nhập nhiều, hàng năm thì tôi vẫn làm lồng đèn, tại vì cái nghề này là nghề gia đình truyền thống, là đam mê để làm thôi chứ kinh tế thì không có đâu. Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, của công nghệ hiện đại, nhưng ngay tại đô thị Vũng Tàu vẫn có một gia đình hơn 20 năm lưu giữ nghề làm lồng đèn truyền thống, được xem như một nét văn hóa thú vị để mỗi mùa Trung Thu đến, không chỉ trẻ em mà cả người lớn đều có thể tìm về những giá trị văn hóa tốt đẹp, về ký ức của tuổi thơ với những màn múa lân rước đèn gắn liền với câu hát đèn ông sao với đèn ca chép, đèn thiên nga với đèn bươm bướm, không dễ gì quên được.